Đây là rau diếp sạch nhé. Thì các bạn sẽ phải rửa từng tàu lá một, giống như là cái cách mà mình đã hướng dẫn rửa trong cái video rửa rau cải ấy, phải rửa từng tàu lá một như thế. Đây là sau khi đã rửa xong rồi nhé. Bây giờ sẽ mang đi luộc. Đây nhá, thì khi mà muốn luộc rau diếp và các loại rau nói chung ấy, thì các bạn phải đun sôi nước như thế này, nước sạch nhá, rửa son thật sạch xong là cho nước vào đun sôi thật sạch. Nó sôi rồi thì bây giờ bắt đầu cho rau vào nhé. Đây thì sau khi mà các bạn cho rau vào ấy, thì cho vào son như này rồi nhá, thì cho vào son xong thì các bạn sẽ dùng đũa để dở nó lên lần thứ nhất. Rau này thực ra là cái rau diếp này là rau mà mọi người vẫn hay ăn sống ấy. Rửa sạch đi xong là ngâm nước muối xong rồi là ăn sống ấy. Nhưng mà mình thì lại muốn luộc lên. Dạo này mình chẳng ăn cái gì sống cả. Rau diếp là riêng mình không ăn, tức là ăn sống là trường hợp mà ăn rau sống ấy, là phải đến phải phải thì cái điều kiện trồng nó phải như nào mình ăn sống, còn không bình thường mình luộc hết. Luộc ăn cho mát. Đây nhá. Giờ lần thứ nhất. Ok, xong. Thế xong rồi bắt đầu là đậy vung vãi cũng được mà không để cũng được, để số to nhất, để số to nhất nhá, số 4 nhá. Số 4. Đây, để số to nhất xong bắt đầu có thể đun đun một tí nữa, dở vài lần cho nó chín nhừ đi. Xong rồi vớt ra. Đây nhá. Đun một tí này xong rồi các bạn là lật ngược trở lại. Thực ra là cái này có thể là chỉ trần sơ cũng được, tùy khẩu vị mọi người. Bởi vì là cái rau này nó còn ăn sống được cơ mà. Cái rau này nó còn ăn sống được cơ mà. Thì là bắt đầu là ở đây là mình muốn, tức là cái khẩu vị của mình là mình muốn cho nó chắc chắn một chút thì mình muốn luộc kỹ một chút. Nè, đây nhá. Lật lần thứ hai xong là đợi đun một tí nữa. Rau diếp này không nên luộc nhừ quá, tại vì nhừ quá thì mất ngon, bởi vì đặc thù của cái rau này là người ta còn ăn sống được cơ. Thì nhưng mà tuy nhiên là tùy khẩu vị của mọi người có thể ăn theo cách mà mọi người thích. Thì mình thích ăn là tầm này. Bắt đầu vớt ra. Đấy. Ui giời, cái rau này luộc vào xong rồi bắt đầu nó teo lắm. Đây nha. Các bạn vớt hết ra thì là nó còn xo không như thế này. Còn ở đây thì cho ra bát thì nó như thế này. Bây giờ các bạn cho nó cái cuộn vào luộc nhé. Sau khi mà thả cái cuộn vào thì các bạn dùng đũa dìm hết cái cuộn này nó xuống cho nó dìm hết cái cuộn này ngập nước. Bởi vì khi mà mình mới thả vào ấy, thì là cái cuộn ở dưới nước, cái cuộn thì khô bên trên. Bây giờ sẽ dùng đũa để dìm tất cả những cái cuộn này xuống, đợi một lúc cho nó chín thì vớt ra. Các bạn đun cái này sôi khoảng chừng 3-4 phút gì đấy thì bắt đầu là vớt ra. Tức là các bạn có thể ăn thử để xem là nó vừa miệng mình chưa. Cái này nó sẽ có hơi cái vị hơi nhận nhận nhá, hơi nhận nhận, hơi đắng đắng lắm. Các bạn vớt ra xem vừa khẩu vị hay không, thì trước khi ấy thì các bạn ăn thử vớt hết ra. Rồi nhá, vớt xong thì không còn dùng đến son nữa. Vặn cái này về số 1. Rồi, tắt bếp đi. Úi dồi ôi, nó lại bị bẩn rồi đấy. Ngày đã cũng phải vài ngày lại phải lau một lần, mình chưa kịp lau. Đây nhá, sau khi mà các bạn vớt ra thì nó sẽ thế này này. Nó sẽ được cái bát rau như thế này. Thì để một lúc ấy, tí nữa nó sẽ róc nước ra thì các bạn sẽ phải chắt hết các cái nước, chắt hết những cái nước ở đây đi nhá. Bởi vì mình còn phải một tay cầm điện thoại cho nên mình không làm động tác đấy được, nhưng mà đợi một lúc nữa các bạn xem là nếu trường hợp mà trong này nó có nước, chắt hết nước này nhá.